Ngày 22 tháng 10 năm 2024, bài tập về phép cộng phép trừ số nguyên. Chúng ta ghi luôn là cộng trừ. Sau bài này đến nhân chia nhé. Sau bài này đến luôn nhân chia nhé. Được chưa? Ý thứ nhất, cuối tháng 1 cuối tháng 1 như sau: nếu có phép cộng và phép trừ thì ta thực hiện từ trái có thẳng, ta thực hiện phép tính từ gì nhỉ? Thực hiện phép tính từ trái qua ví dụ hiện phép tính. Thầy cố gắng cho những con số cực kỳ dễ nhé, cực kỳ dễ. Ví dụ như là 2 cộng 3 trừ 5 cộng 9 cộng 11 trừ 7. Được chưa? Nào, thứ từ em ơi. Thì cách tính như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ lấy 2 cộng 3. Thế bằng 5. Trừ 5 cộng 9 cộng 11 trừ 7. Ok chưa? Tiếp. Phép tính tiếp theo chúng ta lấy 5 trừ 5. 5 trừ 5 bằng 0 cộng 9 cộng 11 trừ 7. Phép tính tiếp theo chúng ta lấy 0 cộng gì? 0 cộng 9. 0 cộng 9 bằng mấy ạ? Bằng 9 cộng 11 trừ 7. Phép tính tiếp theo chúng ta lấy 9 cộng 11 ra 20 trừ 7. Phép tính cuối cùng 20 trừ 7 bằng 10 gì? 13. Xong. Như thế này chúng ta gọi là tính từ trái sang phải. Đây là quy tắc trong sách giáo khoa. Còn quy tắc mà chúng ta có thể tham khảo như sau. Quy tắc 2. Nếu chỉ có phép cộng và phép trừ nào, có thật sự là cần phải làm từ trái sang phải không? Không. Ta thích nhóm số nào cũng được. Thích nhóm số nào cũng được. Nhớ mang theo cả gì? Mang theo cả dấu. Yeah, thích nhóm thêm số nào cũng được luôn á, số nào cũng nhóm được, không phải sợ. Được chưa? Thích nhóm số nào cũng được, nhớ mang theo dấu là được. Thầy sẽ lấy lại luôn ví dụ trên. Lấy lại luôn cái ví dụ trên. À, em chép lại ví dụ này luôn. À, tạm được không?
Thực hiện theo tính nào. Hai thì kem sẽ nhóm với số mấy? Theo thầy thì hai hai nhóm với bạn. Nên nhóm với số nào thì nó hợp lý nào? À, có thể nhóm 9 với 11 trước được không? Có. Rồi. 9 cộng 11. Nhóm với nhau. Được chưa? Tiếp. 2 cộng 13 nhóm với nhau được không? 3 nhóm với 7 sai ngay. Đó là 3 trừ gì? 3 trừ 7. Được chưa? Tiếp tục. Âm 5 để im. Âm 7 để im, được không? Đây là thầy thử một cách như này thôi nhé. Các em có thể chọn cách khác. Nhá. Học sinh nào lấy xe ra khỏi nhà mình đây là này. Khép cửa. Nào, cái nhóm này xem có gì hay. Ở đây chúng ta sẽ có 9 cộng 10 là 2, 9 cộng 11 là 2 mấy? 20. 2 cộng 5 sẽ là 5. Đây là trừ 5, đây là trừ 7. Được chưa? Rồi bây giờ thích nhóm số nào cũng được mà. Chẳng hạn thầy thích nhóm là 20 với 7 được không? Được. Nhưng mà 7 nó là âm gì đấy? Âm 7 đấy. Được chưa? 5 nhóm với âm 5 được không? Được. Nào 20 trừ 7 thì là 13. 13. 5 trừ 5 thì là 0. 13 cộng 0 là 10 mấy? 13. Tức là mình thích nhóm số nào với số nào cũng được, thoải mái luôn. Nha. Không phải là tính theo thứ tự gì hết. Nhớ là phải mang theo dấu. Chú ý em nào vào nhóm như sau là sai này. Nhá. Em sẽ phát hiện ra là 9 với 11 này đúng rồi này. Sau đó là em lại nhóm với 3 với 7 là sai nhé. Bởi vì âm 7 mà đâu phải dương 7 đâu. Đấy. Tức là mình phải mang theo dấu. Con 7 thì thích đi đâu thì đi. Nhưng mà đi đâu phải mang theo dấu gì? Dấu âm. Nhá. Đi đâu phải mang theo đúng dấu âm ở trên nó. Được chưa? Đấy, chứ không thể nhóm là đi một mình không được đâu. Đi là phải mang theo gì? Mang theo dấu. Trước mặt con 7 là dấu âm thì đi đâu cũng phải mang theo dấu âm. Đấy, quy tắc 2 thấy được chưa? Quy tắc 3. Quy tắc 3 khi mà thực hiện phép cộng đơn trừ. Đó là trong ngoặc làm trước. Ngoài ngoặc làm sau. Trong ngoặc làm trước, ngoài ngoặc làm sau. Ví dụ, hiện phép tính 25 cộng 15 cộng 41 trừ 11 bằng. Đó, thì chúng ta sẽ làm trong ngoặc thôi. Trong ngoặc nào. 25 cộng 15 là 40. 41 trừ 11 30. 30. Đấy, chứ mình không làm theo kiểu trái sang phải nhá. Chỗ nào có ngoặc ta làm trước. Ok chưa? Và nó sẽ bằng bao nhiêu ạ? 70. Đấy, chỗ nào có ngoặc ta làm trước. Nếu các quy tắc này mà nó lẫn vào nhau thì tùy em thích áp dụng quy tắc nào trước cũng được. Trong bốn quy tắc, tí nữa sẽ có quy tắc 4 nhé. Quy tắc 4. Đấy, thì trong các quy tắc này em thích áp dụng quy tắc làm theo kiểu nào đấy là quyền của em. Quy tắc 4 là gì? Là chúng ta có thể phá ngoặc và tạo gì? Phá ngoặc và tạo ngoặc. Cái này là các bạn hay làm sai lắm đấy nhé, cho nên thầy sẽ làm nhiều ví dụ nhá, nhiều ví dụ hơn về bài toán có ngoặc của em. Có thể chúng ta sẽ phá ngoặc và chúng ta sẽ tạo ngoặc nhé, được chưa? À, lần này thầy sẽ làm nhiều ví dụ hơn về phá ngoặc và tạo ngoặc nhé.
Ví dụ một, chúng ta tính biểu thức A bằng 2 trừ đi 7 trừ 3 cộng với 4 trừ 11 cộng với 21. Đấy. Thì cách thứ nhất là chúng ta làm trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau. Cách thứ hai là chúng ta phá ngoặc nào. Phá ngoặc nào, ai sẽ phá ngoặc nào? Bạn nào xung phong phá ngoặc nào? Nào về phần đi ạ. Hiếu nào. Sai rồi. Rồi, nguyên tắc dấu ngoặc như sau. Nếu đằng trước ngoặc là dấu gì? Là dấu âm. Được chưa? Dấu trừ hoặc dấu âm đấy. Thì khi phá ngoặc phải đổi dấu các số hạng trong ngoặc. Nghĩa là con 7 sẽ được đổi thành âm 7. Con âm 3 thì được đổi thành Ba. 3. Đúng rồi đấy. Như vậy là âm 7 cộng 3. Tiếp. Thế còn nếu đằng trước ngoặc là dấu cộng thì sao? Thì để nguyên tắc, giữ nguyên hết. Giữ nguyên tức là 4 thì vẫn là 4. Trừ 11 vẫn là trừ 11, giữ nguyên hết. Như vậy nhắc lại, nếu trước ngoặc là dấu cộng thì bên trong ngoặc giữ nguyên. Chép 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 chép. Được chưa? Chép. Chép là gì? Cộng 4 trừ 10 gì? Trừ 11. 21 thì không liên quan đến ai. Được chưa? Thế còn nếu trước ngoặc mà là dấu gì? Dấu âm. Không có ngoặc gì cả nhé. Đấy. Nếu trước ngoặc mà là dấu âm thì khi phá ngoặc ta phải đổi dấu các số hạng bên trong. Đổi dấu các số hạng bên trong. Tức là 7 đổi thành âm gì? Âm 7. Âm 3 đổi thành dương gì? Dương 3. Đấy, đấy là nếu chúng ta thích phá ngoặc. Còn bài này chúng ta có thể làm theo kiểu quy tắc 3. Theo kiểu quy tắc 3 có nghĩa là gì nhỉ? Trong ngoặc làm gì nhỉ? Làm trước. Được chưa? Nếu thích làm theo quy tắc 3 nghĩa là ta sẽ làm trong ngoặc trước. Còn nếu như thích làm theo quy tắc 4 tức là ta sẽ phá ngoặc. Vậy là trong thực tế nếu gặp một bài toán mà có ngoặc đấy thì các em có thể cân nhắc giữa hai lựa chọn là dùng quy tắc 3 hay là dùng quy tắc 4 đều được nhé. Đều được. Có thể nói là nó gọi là hai cách làm, hai cách. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta tính tiếp nào. Tính tiếp nào, mời bạn Tấn Minh tính tiếp nào. Em tài thì sẽ bằng điều đi bảy thì bằng em làm từ trái sang phải là Ôi giời ơi, bài này làm từ trái sang phải thì không vui. em gộp 3 với 4 vào thầy ơi. À, em sẽ gộp 3 với 4. Em gộp âm 11 với lại 21 vào. Hay, viết 21 trước đẹp hơn. Dễ nhìn hơn. Ờ, Tiếp. rồi cuối cùng là cộng với 2 ạ. Cộng với... Đúng rồi, cộng với 2, cộng với 4. À, 2 Thực cộng với 2 đấy, ra cộng với 2 luôn. Tấn Minh làm là chưa sắp xếp được đẹp đâu nhé. Để nói về sắp xếp đẹp thì thầy sẽ chủ động sắp xếp như sau nhé. Thầy sẽ lấy 21 trừ 11 trước. Sau đó thầy lấy 3 cộng 4. Sau đó thầy để trừ 7. Và cuối cùng thầy để cộng 2. Đấy, xếp được như thế này theo thầy thì nó sẽ đẹp hơn. Đẹp ở chỗ nào? Nào, xem nó đẹp ở chỗ nào nhé. Là 21 trừ 11 sẽ bằng 8 cấp 1 đúng không? Đúng 8 cấp 1 chưa? Em 21 trừ 11 bằng từ từ đợi 21 trừ 11. Đúng rồi, đấy bằng 10 nhé. Ok. 3 cộng 4. Em thấy nó đơn giản không? Mời. Tức là nếu mình khéo léo nhóm ạ thì bài toán trở nên rất là dễ nhé. Đấy, kéo leo nhóm bài toán nó sẽ trở nên rất là dễ làm. Mình không nói là chưa nói dài ngắn nhé, mình chỉ nói là làm nó dễ cực luôn, hiểu không? Nó dễ như toán cấp 1 luôn nhá. 3 cộng 4 thì bằng gì nhỉ? 7. Trừ 7 cộng 2 cứ kệ nó nhá, trừ 7 cộng 2 cứ kệ nó. Được chưa? Nào bây giờ nhóm hai cái nào với nhau cho nó dễ nào. Hay đấy, 7 trừ 7 ta sẽ cho về một nhóm, dễ làm không? Rồi, 10 cộng 2 cho về một nhóm được không? Được không?
để cho chúng ta thực hiện bài toán như là cơ một đấy, dễ ơi là dễ luôn. Ngân nào, đáp số đúng rồi nhá, quá tuyệt vời, ổn chưa em? À, bây giờ chị Lan Anh dạy phụ đạo vào ngày nào nhỉ? Chủ nhật mấy giờ? 2 giờ, 3 rưỡi. Để các em biết giờ thì cứ thế mà đến. Có bao nhiêu bạn đi rồi? Cái bút phớt hoặc là mua giúp thầy cái bút phớt xong rồi tính tiền cho thầy. Cái bút bút viết phớt bảng xóa được đấy nhá. Không lại như cô tiếng Anh vừa rồi là mua cái bút không xóa được, xong kêu bạn là 16 rồi này. Cái bảng này nó xóa xóa thế, mua đúng cái loại bút đánh dấu này. Mua cái bút đánh dấu, cái bút này nó viết vào khó xóa lắm luôn. Ui dồi ôi, chị xóa được thì quá kinh rồi. Cô Liên đấy, cô Liên dạy tiếng Anh ấy, cô mua chắc là ra cửa hàng ấy để thấy cái bút mà không xóa được nó đắt tiền hơn ấy, nghĩ là nó tốt, mua cái bút để đắt tiền viết cho nó xịn. Trời ơi, khỏi xóa luôn nha. Bên mệt. Các em nào mà cần có nhu cầu đặc biệt thì các em học yếu cố gắng đi để chị Lan Anh kèm thêm cho nhé. Chị Lan Anh cứ kèm thêm, thứ nhất là những cái mà chậm thôi, những cái thật dễ thôi, cái thứ hai là những cái mà học ở trong buổi học vừa học lên này. Thầy ơi, Đây, thế con học Zoom Zoom thì chỉ có thể hỏi bài thôi nhé. Như Hương hôm trước là tiến bộ đấy, là chỉ có hỏi bài thì ok thầy gọi ngay thôi. Cứ hay hỏi linh tinh thì thầy với chị Lan Anh sẽ không gọi đâu nhé. Chịu có hỏi bài vào nhé. Hôm trước học tiến bộ đấy. Là ví dụ hai. ạ? Ví dụ một là chúng ta sẽ phá ngoặc, và ví dụ hai chúng ta sẽ tạo ngoặc nhé. Tạo ngoặc. Được chưa? Tạo ngoặc nhé. Tạo ngoặc là thực hiện phép tính. Còn khi nào thì phá, khi nào thì tạo, cái đấy thì quyền của các em nhé. Đấy, ví dụ một thầy dạy các em phá, ví dụ hai thầy dạy cho các em gì, tạo. Đấy, thực hiện phép tính này, b bằng này, chẳng hạn như là 13 cộng với 67, cộng rồi trừ đi 52 cộng với 67 trừ đi 18. Đấy, ví dụ thế, được chưa? Nếu bài này mà em nào thực hiện từ trái có phải thì tối rồi, thầy thì buồn ơi là buồn, buồn thiểu buồn thiêu, nhưng nó vẫn đúng nhé. Nếu em nào làm từ trái có phải thì vẫn đúng, nhưng nó không hay các em nhé. Làm từ trái có phải nó sẽ không hay, được chưa? Xin mời Quốc An cầm lĩnh. Quốc An Nên này ở là nhà đấy à? và nên là b bằng m ngoặc 52 cộng 18 đóng ngoặc Không được rồi. Đọc lại nào Quốc An. ngoặc 52 cộng 18 ạ. Sai rồi em. Em không phải tiến nhỉ? Cho em là con này đi. Sơn, Sơn. À, Sơn sẽ nhóm 13 với 67. Được chưa? Cái này thì hợp lý rồi. Tiếp. Ừ, sai rồi, Sơn. Tuấn Anh, Tuấn Anh, lúc nãy thầy em giơ tay mà. Sai rồi, em gì nhỉ? Hả? Hưng à, mời bạn Hưng nào. 52 cộng 18 thì không được rồi. À, Tiến nào, Tú nào. Chưa. À, đúng rồi, nhưng nó hơi nhanh nhá. Thầy sẽ dạy chậm này. Cộng này,
âm 52 trừ 10 gì? Trừ 18. Được chưa? Đấy, để chậm nhá. Về sau em làm quen rồi thì làm giống như bạn Tú hoặc giống như bạn Hưng nhá. À, mời ngồi xuống nào. À, 13 cộng 67 làm luôn được không? Khó Bạn cấp vậy. 1. À, nhiều. Rồi, 13 cộng Khăn 67 có người vẫn kêu là khó thì chịu luôn đấy. Nha. Đó ông Ngân. 13 cộng 67 đó là 80 nhá. Rồi cái khó là khó cái đoạn sau này này. Có đoạn sau này nhưng mà hôm trước em học rồi đấy. Nếu như mà trừ hai số âm này chúng ta đặt cái gì ra ngoài nhỉ? Đặt dấu âm ra ngoài. Nha. Nếu cả hai số đều có dấu âm thì chúng ta sẽ tạo ngoặc bằng cách đặt âm ra ngoài. Thì bên trong sẽ chỉ còn tất số gì thôi? Tất số dương. Đấy, đấy cách tạo ngoặc này này. Nếu cả hai số đều âm thì chúng ta sẽ tạo ngoặc như thế. Được chưa? Rồi, B sẽ bằng bằng 80. Tất nhiên rồi, chúng ta không dạy gì mà phá ngoặc cả. Trăm ngoặc làm trước. 70. Đúng rồi. Giờ này mà đi phá ngoặc nữa thì hỏng hết nhỉ. Và kết quả B bằng 10. ổn chưa? Nào, làm nhanh một lượt các bài tạo ngoặc sau đây. Làm nhanh một lượt các bài tạo ngoặc nhé. Nào, thật dễ luôn này. 13 cộng 17. Thật dễ luôn. Quá là dễ luôn. Linh. Chúc mừng em bằng 30. Tiếp. Âm 25 trừ 15. Tạo ngoặc nào. Cả hai bên đều có dấu âm. Em. Sai dấu. Sai rồi nha. Rồi. Em. Đúng rồi. Cả hai số đều có dấu âm. Chúng ta đặt dấu âm ra ngoài. 25 cộng 15, đúng rồi, đây chính là quy tắc tạo ngoặc đây. Bằng âm. Đúng rồi, 40 nha Tú nha, không phải là 30 nha. Định lừa. Được chưa? Ok chưa? Đây là hai dấu âm. Tiếp. 14 trừ đi 6. Lấy số lớn trừ số bé thì đơn giản thôi. Giao à, bằng 8. Thế bây giờ là 14 trừ đi 36. Số bé trừ số lớn. Đấy là các tình huống thường gặp trong phòng thi. Hai số dương này. À, có phải bài đầu tiên là hai số dương không? Có phải bài thứ hai là hai số âm không? Bài 3 là một dương một âm nhưng mà lớn trừ gì? Lớn trừ bé. Bài 4 cũng một dương một âm nhưng mà là bé trừ gì? Bé trừ lớn. Đấy, quen không? Đây gọi là các bài toán gốc ấy. Nào Đức nào. Chính xác. Trừ. Đúng rồi. Bằng 36 trừ 14 từ từ mà trừ được rồi. 36 trừ 14, toán cấp 1 đấy. Đúng rồi, 22. Chúc mừng bạn Đức nhá, chiến thắng rồi. Để các em nhớ kỹ 4 bài toán gốc này nhá. Bốn bài gốc. À, đây là 4 bài gốc nhá. Các bài khác là sinh ra từ đây đấy em. Khi làm 4 bài gốc các em sẽ cảm giác là rất dễ. Nhưng mà khi dùng bốn bài toán gốc này ra vào các bài toán khác thì đôi khi nó cứ kiểu nó lung tung, nó sinh ra nhầm đấy. Được chưa? Đây là bốn bài toán gốc nhé, nhớ nó bạn làm. Sau bài nào cũng dùng bốn bài này. Ok chưa? Nào, ví dụ tiếp theo thì dạy kem về hai dấu âm liên tiếp thì thành dấu gì? Dấu dương. Thêm phép tính. B bằng
751 trừ đi trừ 19 trừ đi âm 19 cộng với 30 nào, âm âm thì biến thành hai dấu âm liền nhau thì biến thành dấu gì? Được, cố lên nào. Quỳnh nào. Quá tốt, được chưa? Trừ của âm 19 thì nó thành cộng mười mấy? Cộng 19. Đấy, bây giờ nhá, trừ trừ hai dấu viết liền nhau thì nó thành gì nhỉ? Cộng bằng 700 tử. hả? 700 tử. 770 cộng 30. Về bảng. Rất tốt, chúc mừng Quỳnh nhé, quá đẹp luôn. Được chưa? Như vậy hai dấu trừ thì nó biến thành dấu gì? Tổng cộng. Ok chưa? Đấy, phần lý thuyết xem như thế là hết. Bây giờ chúng ta sẽ luyện nào, tính con số nó hơi khó chịu nha. Thầy. Đây đây. Em không hiểu cái ví dụ 4 này ạ. Em không hiểu ví dụ 4. Đâu, không hiểu chưa nào? Là lúc đầu em tưởng là 715 đúng không? Thì em lại 751 nhé. 751. Em trừ với em trừ với 19 xong cộng với 30. Làm sao trừ 19 được? Nó là trừ của âm 19. Được chưa? Trừ âm 19 thì theo quy tắc phá ngoặc, đằng trước ngoặc là dấu trừ, thì khi phá ngoặc âm 19 phải đổi thành dương 19. Đúng quy tắc đúng ngoặc chưa? Chính là quy tắc phá ngoặc đấy em nhé. Khi phá ngoặc trước ngoặc là dấu gì đấy? Dấu âm. Thì nếu phá ngoặc thì số hạng bên trong ngoặc phải đổi dấu, âm 19 đổi thành dương 19. Ok chưa? Chính là quy tắc đúng không ạ? Thì còn có phải là ai khác đâu. Nào thực hiện phép tính. A bằng 333 trừ đi mở ngoặc vuông âm 14.657 cộng 57 đóng ngoặc vuông trừ 78. Xin mời em làm. À, xin mời bạn nào muốn thử sức. Chú ý bốn bài toàn gốc đấy nhá, nhớ kỹ bốn bài gốc đấy. Anh ơi, cho em thêm thời gian nữa. Vẫn cho thêm. À, ghi hẳn chữ lời giải. Ai muốn thử sức nào? Tương Thảo. Dạ. Em muốn làm bài này không? Em đang làm tí nữa em chụp ạ. Tí nữa em chụp không? Nào xin mời bạn Sơn.
Rồi, tiếp. Rồi, như vậy là hình như vẫn hơi bị nhiều ngoặc đấy, hơi phức tạp nhá. Lời giải một của bạn Sơn này đúng rồi đấy Sơn, nhưng mà lời giải này là không được hay lắm. Bạn làm như sau: trước tiên là chép lại đề bài, được chưa? Sử dụng bài toán gốc nhá. Bạn Sơn sử dụng bốn bài toán gốc nhé, bốn bài toán gốc này, ba 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 này, trừ này, rất tốt, quá chuẩn rồi. Tiếp tục nào Sơn. -14.600. 57 chứ, 57 là hết rồi nhá. Trừ 78. Rồi giờ thì phải làm bình thường rồi. Tiếp. Ok. Nháp nào. 13 trừ 8 còn 5. 13 trừ 8 tiếp còn 5. Được chưa? 9 bị mượn 1 còn 8. Như vậy kết quả là 14.800 năm năm. Chúc mừng bạn Sơn làm đúng rồi nhé. Ta sẽ có một lời giải khác. Hy vọng lời giải khác sẽ dễ hơn. Giải hai của ai? Chính nhá. Chính không nghĩ ra lời giải hai. Trang. Nào, bạn nào nghĩ ra lời giải hai nào? Chu Hương. Em đang nghĩ thế là có Tuấn Minh. là Tuấn Minh nào? nghĩ là giải hai rồi. Thấy em giơ tay mà. Ôi làm gì ra tay không thầy. Trời ơi. Sơn. Cũng không có nhiều tác dụng. Tú. Có 3 cộng dư 1 Tiếp. Sai một đoạn giữa rồi. Xin mời Tuấn Minh. em thầy là em phá ngọc ra. Xin chúc mừng em sẽ phá ngoặc nhé. Ai chỉ cần nghĩ đến phá ngoặc cái là đẳng cấp rồi. Nhá, phá ngoặc ra. Nào, phá nào. Thì 333 sẽ để in thành này. 333 trừ đi Ta lại trừ. Trước 3 ngoặc là dấu gì đây? Nếu trước ngoặc là dấu gì?
dấu Dấu âm trừ. thì phải đổi dấu các số hạng bên trong. Như vậy đổi dấu đang dấu âm 14.657 trở Cộng thành với 14.657. được rồi, dương 14.657. Trừ đi 57. Tiếp tục, đang số dương khi phá hoặc phải đổi thành số số Âm. âm, trừ Trừ đi đi 57. 57, trừ đi Cuối cùng là 78. 78. Rồi bây giờ em nhóm cặp nào. Em nhóm 14.657 với 57. Trừ cho thầy nha. Ok. Cộng với lại 333 trừ 333 trừ đi 78 Chính xác, ôi trời, rồi. thì sẽ 71 các bạn bằng nhìn. 14.600. Cộng Cộng với 255 ạ. Thì sẽ 58 nhân bằng 331 rồi. 14.855 ạ. Quá tuyệt vời. Đúng chưa các em? Phá hoại. Quá hay. Tức là do tùy cách mà chúng ta làm thôi. À, bài 2. Lời giải này của bạn Tuấn Minh đúng không? Tuấn Minh làm hay lắm em. Lúc đầu không nghĩ ra nhưng bây giờ nghĩ ra rồi. Quá hay đấy. Khó đúng không? Đấy là bài 1, bài 2. Ban đầu em cũng thấy nó cứ rủi rủi. Khó mà, nó hơi khó. Nghĩ được ra cái chuyện phá ngoặc thì em có tuyệt vời rồi. Bài 2 tính B bằng 574 cộng với 19 trừ đi 59 trừ đi 554 đó, xin mời em suy nghĩ lại bài này. Thầy đã làm công nước đấy. kiểu anh một anh lớp 10 ấy, ngồi từ chị người nhau rất gần. Thế là chị chưa kịp ăn thì thầy vẫy vẫy cả, thế hai người nhìn nhau hay mang lên cho thầy. Rồi đâu, ta đòi người khác có ơn đấy. Như chị Lan Anh này này, toàn đòi quà, có vụ.
iPhone 16 Pro Max cơ. Nào các bạn nào nghĩ ra cách làm chưa? Nên làm trăng ngoặc trước hay là nên phá ngoặc đây? Em là Đấy. trong Tức là mình sẽ suy nghĩ là làm trăng ngoặc hay là nên phá ngoặc. Đấy là quyền của mình nhé. Cả trời hai ơi cách đều được. trời, đây Đấy là cách nghe. một. Rồi mời Chu Hương làm một cách nào. Chu Hương sẽ làm cách gì nhỉ? Em làm cách một ạ. Tức là làm trăng ngoặc trước Dạ vâng. đúng không? Ok. Lời giải của Chu B bằng trước tiên Chu Hương chép lại đề bài. vâng. B bằng mở ngoặc 500 tiền. Rồi thử. B bằng B là bằng trăng ngoặc làm trước không đồng 4 bằng cộng 9 13 13 nhớ 1 7 viết 3 cộng nhớ 1 7 cộng 1 là 8 thêm 10 1 bằng bằng 593. đúng rồi 5 cộng 9 cộng 4 13 viết 3 giờ 1 ạ. 5 cộng 5 là 10 thêm 5 1 cộng 5 10 thêm 10 bằng 11 nhớ 1 ạ. 5 thêm 1 là 10 à, 6 rồi cộng 5 xong tiếp tục B bằng năm trăm chín mươi ba cộng với 25 à thích cộng với 25 chưa 35 rồi kìa. 35 Ok. chả biết thầy viết sai là bạn Hương đọc sai hay là cả hai thầy thử xem là thầy trò mình có biết không đấy đúng không Sáu trăm mười ba B bằng gì nhỉ? B 3 cộng 5 bằng bằng 3 cộng 5 bằng 8. 9 cộng 9 cộng 3 3 cộng 2 628 ạ. Trừ 613 bằng 5 bằng 15 ạ. rồi được không em làm được lắm chú Hương nhé chú Hương hai buổi gần đây tiến bộ lắm tí là nhờ chị Lan Anh này cho chú Hương một lời khen nhỉ hôm trước khen rồi hôm nay lại khen nữa ôi dồi ôi đấy là lời giải của bạn Chu Hương bạn nào có cách giải khác không mời Tuấn Anh nào trước hết là Tuấn Anh sẽ chép lại đề bài nhé chép lại đề bài Nào Tuấn Anh sẽ làm như nào nào phá hoặc là Tuấn Anh rồi bạn Tuấn Anh sẽ quyết định chọn cách là phá hoặc nhé phá hoặc bạn Hương Thảo đang chụp đây rồi hay phá hoặc giỏi lắm phá ngoặc này thì bao nhiêu anh chị còn phải kèm được nhỉ được chưa từ từ cho xem cho các bạn nhìn xem mà Tuấn Anh phá ngoặc đỉnh cao chưa bây giờ Tuấn Anh sẽ quyết định nhóm làm chưa đi
Gần chưa? Đâu? 19 chia 59 chứ? 19 chia 59 chứ tuần anh? À, nếu mà 59 chia 19 thì phải nhớ 4 bài toán gốc tạo ngoặc. À, bạn nào làm tiếp? Nay Diễm Quỳnh không thấy phát biểu nhỉ? Diễm Quỳnh. Nào Tú nào. À, 74 trừ 54 còn gì? 20 cộng. Đúng rồi, tốt rồi đấy. Đúng rồi. Như vậy là Tuấn Anh cộng với Tú, hai người kết hợp cuối cùng cũng đã có thể hoàn thành bài này. 59 trừ 19 thì chỗ này phải dấu gì? Phải dấu trừ thì mới được nhá. Đấy, nếu em để chỗ này dấu trừ thì để em bên trong nó sẽ để 59 trừ 10 gì? Trừ 19. Bởi vì dấu trừ nó làm đổi dấu các số hạng trong ngoặc mà. Thế thì được. Để em xem bài này. Bạn Tuấn Anh, bạn Tú, hai bạn phối hợp với nhau ấy. Bia uống từ tối hôm qua rồi. Nào tiếp tục nhá. Nào mấy bài đơn giản nhẹ nhàng thì để các em đỡ vất vả đã. Nãy giờ thầy phải tính khổ quá. Ba. Nào thử em thử tính nào. 513 trừ đi 47 cộng với 47 trừ đi 13 nào bạn. Đấy, em suy nghĩ xem làm như nào cũng hợp lý, tức là nên phá ngoặc hay nên tính trong ngoặc. Đấy. Thầy Có ơi nên phá gọi đi. không, nên phá hay nên tính đây, Thầy ơi. phải nghe Gọi em đi, em làm cái này cho. bỏ thầy gọi em rồi mà. Ừ. À, xem bài trước bạn Hương Thảo Bắc Ninh làm như nào nào. Rồi Hương Thảo làm bài trước rất tốt nha. Thầy ơi, em xin thầy. Nào mời bạn Hoài An nào. Em sẽ phá ngoặc hay em tính trong ngoặc? Rồi, xin mời Hoài An phá ngoặc nào. Dồi, kinh thế nhờ, giỏi đấy. Tiếp. Ui trời ơi, đẳng cấp luôn nhá. Bằng. Bằng. Quá đẳng cấp luôn. Tuyệt vời nhỉ. Có ai nhưng mà làm hay hơn được như này nữa không? Thầy ơi, Anh nghe. cái lúc mà thầy viết được bài đúng không? Em chưa kịp nào nó nghĩ được ra lời giải rồi ạ. Thế à? Xong chưa? Rồi, 24, thử đến khớp tính. 257 cộng với 413
cộng với 87 trừ đi 257 trừ đi 990, không để 990 được, trừ đi 4,5. Rồi, mời kem. Anh chưa? Nào, chị đã đang kiểm tra vở, các em là làm như nào? Nào, lần này thầy kiểm tra vở nhé. Nào, các bạn ở trên gần trên này đưa thầy xem, các bạn ở dưới đưa chị lần anh xem. Tức là em làm theo cách nào là tùy nhé. Ở đây có hai cái ngoặc. Đấy, có hai cái ngoặc. Kem nên phá ngoặc hay là kem nên làm trong ngoặc? À, bạn Trinh làm xong rồi thầy xem. Quỳnh làm xong rồi thầy Trinh mang lấy thầy xem nào. Lại để chị đàn anh xem, thấy chị đàn anh hơn thầy rồi, chết rồi. Mấy bạn này thích chị đàn anh quá rồi. Xong rồi. Theo thầy thì nếu ai bảo là em phá ngoặc hay là em sẽ làm trong ngoặc thì thầy sẽ trả lời đó là gì? Mỗi thứ một nửa. Tức là một ngoặc thầy sẽ làm luôn. Còn ngoặc kia thì thầy thế nào? Thầy phá. À, hey, thế mới thông minh chứ. Nha, một ngoặc làm luôn, một ngoặc phá. Đúng nha. Thông minh, thông minh, thông minh, thông minh tuyệt đỉnh. À này. À hay chào, mời Minh Hiền thì An nào. Con đưa thầy 257. Ui tiếc quá, quận Quỳnh sai rồi nha. 257 bạn giữ nguyên này. Cộng 413 cộng 87. À, theo thầy thì bạn Hiền sẽ thực hiện luôn phép tính này. Bằng 500. Đúng rồi, 500. Hiền giúp thầy phá Trừ cái ngoặc này ra. trừ 257 cộng 500 ạ. Quá tuyệt vời. Đẳng cấp nhất là ở cái dòng đầu tiên này đây. Nghĩa là cái ngoặc thứ nhất thì các em thực hiện phép tính bằng 5 gì nhỉ? 500. Được chưa? Thế nhưng mà cái ngoặc thứ hai thì không thực hiện phép tính mà lại đi phá thì phá ngoặc. Thế mới hay chứ. Sao lại lạ như vậy? Bởi vì mình quan sát rằng hai con này cộng với nhau rất đẹp, mình cộng luôn được. Còn hai con này trừ ra nhau không đẹp lắm. Phá ra thì để 257 này với 257 này cộng với nhau sẽ đẹp hơn. À, ý là như thế nhá. Thì nó không có cái mẫu nào nhá. Bởi vì sẽ đi đâu thì có bạn bảo nhìn thầy làm thì dễ, nhưng mà sao mình lại không hiểu tại sao ngoặc này thì không phá, ngoặc kia lại phá nhỉ, đúng không? Đấy thì giải thích nên như bạn An này, cái ngoặc này nó tròn quá thì phá làm gì nữa nhỉ, cộng vào phải tròn 500 luôn không, tròn xoe 500 thế này thì phá làm gì nữa nhỉ, đồng ý không? Đấy, nó đẹp thế rồi phá làm gì.
được chưa? Thế còn cái ngoặc sau này mà tính thì là xấu lắm, là xấu. Chúng ta phá thì có lẽ rằng thì hay hơn, bởi vì hai cái này trừ ra nhau thế nào sẽ hết, được không? Đấy, nào tiếp tục này. 257 trừ 257. À, bằng C nhóm là 257 trừ 257 thì một nhóm. Cộng với 500 cộng 500 ạ. 500 cộng 500 về một nhóm, chuẩn luôn. 257 trừ 257 bằng Không ạ. bằng 0. 500 cộng 500 bằng 1.000. 1.000. Đáp số bằng 1.000 ạ. 1.000. Quá tốt. Có mấy bạn nào, những ai nào ra được đáp số 1.000 mới giơ tay. Ai chờ đông thế á? Ơi, bạn Quỳnh với bạn bạn An là sai rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, chưa, Không 12. À, Trang, Giang, Trang đây được đấy, đi ơi vào. rồi Đâu vậy? Thấy nghe. Đồng lắm, mất ok quá nữa, tài, thấy nghe. cái đoạn 257 cộng với 500 em tưởng phải là cộng với 257 chứ sao lại trừ 257. Trừ cho em. Cộng thì lại đơn giản quá. Tuấn Minh Nhưng nhá. mà ở trong bài nó tôi tưởng trong bài nó ghi là dấu trừ đằng trước mà. Đây nha, trả lời cho Tuấn Minh nhá. Trước ngoặc là dấu gì? Dấu gì ạ? Chưa. Dấu trừ. Thì 257 phải đổi thành trừ 257. Âm 500 phải đổi thành 500. dương 500. Đấy, như vậy Tuấn Minh chưa hiểu cái đáp phá ngoặc đấy rồi. Muốn phá ngoặc mà trước ngoặc có dấu gì đấy nhỉ? Dấu gì? Dấu trừ. Thì phải đổi dấu các số hạng trong ngoặc. Đổi dấu nghĩa là 257 sẽ đổi thành âm 257. Nó đang dương đổi thành âm. Và ngược lại, đang âm 500 phải đổi thành dương gì? Dương 500. Nhìn được chưa? Quy tắc dấu ngoặc này nãy giờ làm mãi rồi mà sao bây giờ vẫn hỏng nhỉ? Vẫn vẫn thắc mắc được cái chỗ quy tắc dấu ngoặc này. À, cho nên khó nhất vẫn là cộng trừ nhân chia. Cộng trừ nhân chia làm sao cho đúng nhưng lại phải nhanh. Đúng trước nhé, phải đúng đã. Đúng, sau khi làm đúng chúng ta thì làm nhanh. Đấy, tính cái này mà thầy giáo mà không tập trung mà cũng dễ xài đấy. Càng thầy giáo càng hay xài cái này. Bởi vì sao? Nó dễ mà cái này nó không không hấp dẫn lắm, tức là cộng trừ nhân chia cảm giác nó hơi nhạt nên dễ sai lắm nhé. Nào tính tiếp nào, bài năm. Hơi bị nhiều âm đấy, âm 6955 trừ 33, hơi bị nhiều âm đấy, trừ 45, trừ đi trừ 133, thế mới thích, thế cho nên xem ai nhầm cho nhầm luôn đi, cho nhiều dấu trừ là cho ai nhầm dấu trừ thì nhìn thấy đã sợ luôn đi. À, lúc nãy mất khoảng 20 người tài đấy, chỉ được 16 người đúng không? Bài này thầy lấy cho sách bài tập mà, sách bài tập cánh diều thỉnh thoảng mới lấy một bài sách bài tập thôi, có phải bài nào cũng sách bài tập đâu, thỉnh thoảng có bài nhé. Thấy bài trong sách cánh diều này nhiều dấu âm quá, mang ra xem gọi được ai không. Trong sách cánh diều thì nhiều bài dễ nhưng mà thầy chưa lấy, thầy lấy toàn những bài này thôi, bài bài khó này thôi. Không, chưa chưa có sao nha. À, Tú viết xong cho thầy xem vở nhé.
Ừ, cái phòng ông nói gì xem xong được quá rồi. Không có tính tiền học tự nhiên chắc. Là xong rồi đính lại mày đính lên trang đúng, tức là khi kem làm xong rồi kem lấy mày đính tính lại cho chắc hợp lý. Ừ. Còn nếu mà làm xong rồi thì lấy mày tính tính lại thì được, thế là được đấy, còn hơn là làm xong rồi mà mình không biết là mình đúng hay mình sai. Nhưng mà phải chơi lịch sự, có bạn là chơi bấm máy trước khi làm là chơi bẩn nhé. Được, làm xong rồi mà bấm thì là lịch sự rồi. Tức là cái máy tính nó không có lỗi, lỗi ở chỗ là các bạn chơi ăn gian hay là chơi lịch sự, được không? Khi mình làm xong rồi mình bấm máy để mình xem mình đúng hay sai thì được. Nào, bạn nào sẽ xung phong làm bài này? À, bạn Thương Thảo đấy, thử bài này. Rồi bài trước thì Thảo làm tốt nhé. Làm bài này Tuấn Minh làm nhé. Ông ơi. Vâng ạ. Hi. Mời Tuấn Minh. Cho Tuấn Minh làm bù tội hôm trước nghỉ. Em cho thầy là bằng 6 âm 6.955 trừ đi 33. Ủa, tức là em thực hiện hơn tí gì vậy? Em đuổi em phá ngoặc thế rồi. Không cần ngoài em tiếp, Cái gì thầy? tạm thời đang nói bạn An. Thì sẽ trừ tiếp đi 45 cộng với 133. 133. Chúc mừng, như vậy là bạn Tuấn Minh cũng đã hiểu cái thắc mắc về ngoặc khi nãy rồi đấy nha. Nào, mời Tuấn Minh nhóm. Thì sẽ bằng âm 6.955 trừ đi 45. Rất Thầy tốt. đóng ngoặc vào này. Xong rồi cộng với 133 trừ đi 33. Rất tốt. Tuyệt vời đấy. Thì sẽ bằng âm 7.000 cộng với 100. Tuyệt vời đấy, Tuấn 7.000 Minh đấy này. ơi. 7.000 đấy ơi. 7.000. Thì sẽ bằng âm 6.900. Quá hay. Tuấn Minh tính hay lắm. Đầu tiên là bạn đấy phá hết ngoặc ra, không cần vùng ngoặc nữa. Sau bạn phá hết ngoặc thì bạn sẽ nhóm nhóm một cách thông minh, và từng nhóm thì ra rất tròn, rất tròn, rất đẹp. Ổn chứ? Có bạn nào ra đúng đáp số như Tuấn Minh không? A à, Quỳnh lần này đúng rồi, tuyệt vời rồi. A à, Diễm Quỳnh lần này đúng rồi. Được chưa? À, hai bạn đúng không? Rất nhiều bạn đấy đúng rồi. Ok, với bạn vào đây xuống. Bài khó chứ nhỉ? Ổn chưa? Nào, làm bài tiếp. Bài 6. Hiện số tính. Âm 21. Trừ 23. Trừ đi mở ngoặc vuông 16, trừ đi âm 18, trừ đi 18, rồi trừ đi 16, cộng 12, 144. Thầy soạn lại đã, trừ 21, trừ 23, trừ 16, trừ 18,
Đường 18. Đường 6. Xong rồi đấy em. Thế nó mới có. Bạn Chu Hương làm bài này nhá. Vâng, để em làm thử. Thấy bạn Chu Hương giơ tay mà. Em muốn suy nghĩ về này tệ. Rồi, đang suy nghĩ, ok. Xin mời bạn Hoàng Thái Nam ở Gia Lâm nào. Thái Nam. Ủa, Hoàng Thái Nam đâu? Hôm nay chị Lan nha. Chị Lan hôm nay là vào hơi muộn nhưng mà làm bài rất là tốt nhé. Vào sau nhưng mà làm bài rất tốt. Còn không biết bạn Thái Nam thế nào. À, xin mời Thái Nam. Lạ là ai cô? À chị An là ai thầy? Hoàng Lan. Chị Hoàng Lan lớp 10 ấy. Lớp chị đại học lớp 6 rồi. Chị Hoàng Lan cũng ở Gia Lâm. Là xin mời Thái Nam làm bài nào. Em thưa thầy, xem bằng biết là Mình bị sao nhỏ thế. mẹ của em bị nó bị Căng nhỉ. Kelly nào. Xin mời bạn Đặng Ngân Kelly. Xin mời bạn Hải Trường Thụy An. Đây, để thầy gọi với bạn On đã. Các bạn trên này đang giơ tay lên xếp hàng này. em chưa làm xong cái rồi. Hải Trường chưa xong. Xin mời bạn Nguyên Phúc Bắc Ninh. Hello Nguyên Phúc. Âm 21 trừ Như vậy là bạn Nguyên Phúc quyết định phá ngoặc rồi. Âm 21 trừ 23 16 16 18 cộng 18 18 trừ 16 trừ 18 trừ 16 đóng ngoặc luôn cộng 200 2114. rồi, rất tốt, tiếp tục nào. Trừ Thực hiện luôn 20 phép tính này. trừ 44 Rất tốt, trừ 44. trừ 18 trừ 18 bằng. bằng 0 16 16 trừ 16 bằng. bằng 0 Rồi. Cộng 2144. bằng Đáp. âm 44 cộng Ui, đổi 2144 lên trước. Kết quả. bằng 2100. Rồi. Đúng rồi nhá, em nhá. Chúc mừng em. Không. Không. Nhưng mà mic của Nguyên Phúc hôm nay nhìn nghe nhỏ thế nhỉ? Rồi, bạn bánh màu của em đi được ạ.
À. Đấy, em nhìn bạn Hương Thảo chụp ảnh là bài làm đẹp chưa? Quá tuyệt vời luôn nhá. Nhìn thấy bạn Hương Thảo làm giống hệt của thầy không? Quá hay. Bạn đấy hay làm thế. À, có một vài bài toán đố nhá. Gọi là toán thực tế. À, em chịu khó chép này, nó hơi nhiều chữ một tí. Nó hơi nhiều chữ. Toán thực tế thì đặc thù nó hơi nhiều chữ mà. Nó hơi nhiều chữ tí. Và lúc 9 giờ. Không được, bắt buộc phải chép em ơi. Thế là Và lúc 9 giờ, mũi khoan đang ở độ cao 3 mét. So với mực Vương Nguyễn. Lúc 10 giờ. Lúc 10 giờ. Mũi khoan đi xuống 12 mét. Lúc 10 giờ, lúc 11 mũi khoan đi xuống tiếp. Xuống tiếp 5 mét. Tính độ cao của mũi khoan lúc 11 giờ so với mực nước biển. Nước biển thì cứ nó là một con số tượng trưng thôi. Tính độ cao của mũi khoan lúc 11 giờ so với mực trước thầy có giải thích mực nước biển cho em rồi còn gì, đúng không? Mực nước biển nó phức tạp lắm đấy, nó không đơn giản đâu các em. Mực nước biển cực kỳ phức tạp nhé. Mực nước biển thì các em cứ tưởng tượng như nó là ở dưới mặt nước của biển đấy, tính như đúng ở mặt biển luôn. Thế nhưng đấy mình chỉ hiểu đơn giản thế thôi, chứ còn nó phụ thuộc cả thủy triều nữa đúng không? Lúc thì nước lên, lúc nước gì? Nước xuống. Nó phụ thuộc vị trí trên trái đất nữa. Tùy chỗ trái đất nó phình ra như ở chỗ sinh đạo, trái đất là co lại như gì ạ? Ở Bắc Cực. Đấy, mực nước biển ở đâu có giống nhau đâu, nó còn sóng nữa. Đúng không? Nước biển nó có nằm im đâu. Ai Hương Thảo làm được luôn à? Tập một cái Đấy, dạ. Hương Thảo và Tuấn Minh, hai bạn giỏi thế. Là xin mời Hương Thảo nào. em thưa thầy, độ cao của mũi khoan lúc 11 giờ so với mực nước biển là em lấy 3 cộng mở ngoặc âm 12 đóng ngoặc cộng mở ngoặc âm 5 đóng ngoặc bằng âm 14 mét. 10 điểm. Rồi, độ cao Hương Thảo làm tốt thế nhỉ? Độ cao của mũi khoan lúc 11 giờ
làm tốt hơn thì trong sách lại còn phải làm 2 lần, thông thảo làm phát xong luôn lớp 11 giờ so với mực nước biển. Ban đầu thì độ cao của nó đang là bao nhiêu hả em? Lúc 9 giờ độ cao của nó là mấy? Ở trên là 3 mét. Là 3 mét. Như vậy lúc 9 giờ của nó là 3 mét. Được chưa? Tiếp theo, 3 chừng 12. mũi khoan lúc 10 giờ đi xuống 12 mét, tức là cộng thêm bao nhiêu? Cộng thêm âm 12. Đúng rồi, cộng thêm âm 12. Tiếp lại đi xuống 5 mét nữa. Cộng âm 5. Đúng rồi, cộng âm 5. Được chưa? Cứ mỗi lần đi xuống thì là nó sẽ thế nào nhỉ? Độ cao của nó sẽ cộng thêm một số gì? Số âm. Hay nói cách khác là trừ đi nhé. Được chưa? Trừ đi. Ok chưa? Kết quả bao nhiêu? Bằng âm 14 mét. Âm 14 đơn vị là mét. Nghe chừng một số bạn chưa hiểu nhỉ? Bây giờ thầy sẽ cho bài tương tự, hy vọng các bạn sẽ có thể làm và hiểu nhé. Trước tiên là chép lời giải bài này đi. Phải chấp nhận chép thôi. Xong chưa? Rồi. Nào. Vào lúc. Vào lúc 8 giờ sáng. Tài khoản của Thầy Long là tài khoản Thầy Long là 10 triệu. Đâu chưa? Đại gia chưa? Đại gia chưa? Được chưa? Vào lúc 9 giờ sáng. Thầy Long mua một cái gì nhỉ? Có 10 triệu để mua iPhone 14 không mua được đâu Mua nhá. MacBook đắt lắm cũng không mua được đâu. Mua gì? không Mua được mini mỗi trà sữa thôi. Đấy, các em tưởng tượng mà xem. Chẳng hạn như lớp mình người đời là tính cả on cả ợp đi. Tính ợp không thì có 36 người thôi. Tính cả on là bốn mấy người nhỉ? 45 người mà nhân với giá này 30.000 một ly trà sữa thôi là hết hơn một tí, 1 triệu rồi, cứ tính là 2 triệu đi, mua trà sữa hết 2 triệu được chưa? Lúc 10 giờ thầy Long lại mua váy cho chị Lan Anh nữa, sợ chưa? Chị đấy đang cười rồi. Mua váy. Váy cho chị Lan Anh. Váy cho chị Lan Anh hết 7 triệu. Xịn chưa? Hào hán chưa? 7 triệu. Thế chị đấy còn đang chê kìa. Váy này không đẹp. Không, mấy cô dâu này thế nào? Mấy cô dâu đắt lắm. Phải cô dâu có thuê đã mất mấy triệu rồi. Tại cô dâu đắt lắm đấy. Như vậy thầy còn tiền hết em ơi. Vẫn còn đúng không? Lúc 11 giờ siêu thị vẫn mở cửa mà. Lúc 11 giờ thầy Long lại mua một cái tivi nữa. À, mua cái tivi. Chiều Hả?
Em không biết tài khoản của thầy có thể âm 200 triệu à? Tức là khi thầy tiêu hết tiền rồi, người ta vẫn có thể cho thầy tiêu thêm bao nhiêu tiền nữa? 200 triệu nữa. Được chưa? Tài khoản của thầy có thể tiêu được âm 200 triệu đấy. Được chưa? Rồi, thầy Long lại mua một cái tivi hết 8 triệu nữa. TV để thôi, TV tao mà, mấy đi China. Triệu đi nha. Tưởng là về rồi nhưng mà nghĩ lại không về, lại mua thêm một tí nữa đi. Mà thôi mua thế thôi nhá. Hỏi. Sau khi thanh toán hết các món đồ trên, thì số dư trong tài khoản của thầy Long là bao nhiêu? Nào, ai tính được không? Thế thì khó à, Diễm Quỳnh bây giờ mới thấy giờ tài gấp cả bùa thấy giờ tài được một cái. Ơi trời ơi, nào mời Diễm Quỳnh nào. Mời Diễm Quỳnh. Đầu tiên là có 10 triệu. Ủa 20 á? Đúng rồi, mỗi trà sữa hết có 2 triệu thôi. Lại trừ 7 triệu nữa. Đấy, như vậy hai cái trình bày nhá. Lúc nãy là bạn gì làm nhỉ? Bạn bạn Hiền hay bạn gì nhỉ? À, bạn Phúc nhá. Bạn Phúc là cộng với âm 2. Thì còn lần này bạn Quỳnh là thực hiện bằng phép gì nhỉ? Trừ gì? Trừ 2. Hai bạn làm hai cách khác nhau nhưng đều đúng nhá. Đấy, bạn Phúc Văn Linh ấy. Bạn Phúc Văn Linh lúc nãy là sẽ thực hiện phép gì nhỉ? Đây bạn nhìn này. Nhìn nhá. Đâu, 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 đấy nhá. Nhìn bạn Phúc này, bạn làm gì? Cộng với âm 10 gì? Âm 12. Còn như bạn Quỳnh bạn sẽ không làm cộng với 12 mà bạn làm gì nhỉ? Trừ 10 Hai. gì? Trừ 12. À chà, được chưa? Hôm nay là Hương Thảo làm á. Hôm nay là Phúc mà. Phúc hay Thảo? Hôm nay Hương Thảo làm à? Thầy tưởng là ra Phúc. Rồi, thế là hôm nay Hương Thảo là bạn ấy thực hiện là cộng với số âm. Còn bây giờ bạn Quỳnh là thực hiện trừ với số dương. Như nhau thôi. À, trừ tiếp nào. Trừ bao nhiêu? Trừ 7 triệu. Ui, tiêu gì mà tận 7 triệu đấy. Trừ đi tiếp. Lại trừ cả 8 triệu nữa. Trời ơi, tiêu toàn món to đấy, mua thì tận 8 triệu thế này. Vậy giáp số là còn bao nhiêu? À, còn âm 7 triệu nhá, nhá. Như vậy là tài khoản của thầy đang âm 7 triệu đấy. Được chưa? Vậy thì khi tài khoản đang âm 7 triệu rồi, tức là tài khoản đang hết tiền rồi và thầy vẫn là đang đang nợ người ta. Được chưa? Vậy hỏi rằng với tài khoản âm 7 triệu này thầy còn mua tiếp đồ có mua được không?
À, Ok. vẫn mua được nhá. Được chưa? Hạn mức thẻ tín dụng của thầy là 200 triệu mà. À, thì vẫn có thể mua đến khi nào mà nợ được 200 triệu thì thôi. Ok chưa? Không, người ta chỉ cho thầy thẻ hạn mức 200 triệu thôi. Người ta chỉ cho thầy cho phép thầy tiêu quá 200 triệu. Ok chưa? Đấy. Âm 7 triệu có nghĩa là gì? Tức là tài khoản của thầy đang bị ghi nợ 7 triệu. Nếu như trong vòng bao nhiêu ngày đấy mà thầy không trả hết 7 triệu này vào, người ta sẽ tính lãi rất là cao. Đấy, mà tính lãi cao lắm ấy, không phải là vừa đâu. Nó tính lãi cao lắm ấy. Được chưa? Rồi. Ở thế nhỉ, toán nhiều chữ thế thôi. Thế là phép cộng phép trừ rồi, buổi sau là học phép nhân được chưa nhỉ? Buổi sau phép nhân nhá. Phép nhân dễ lắm em ơi. Phép nhân dễ cực luôn, phép cộng phép trừ nó mới lằng nhằng, phép cộng với trừ nó nhầm dấu nhá. Phép nhân dễ lắm luôn nhá, các em đừng có lo, phép nhân dễ cực luôn rồi. Ok đấy, cũng biết âm cái đâm bằng dương ghê đấy. Thế lớp học chưa? Thế mà đã biết sẵn rồi về nhà. Trần Tuấn Minh giải bài như nào? Tuấn Minh này, ôi âm 7 nhá Tuấn Minh nhá, đáp số là âm 7 không phải là 7 nhá. Âm 7 triệu nhá. Vâng. Ôi Tuấn Minh chữ đẹp đấy, không phải chữ xấu đâu. Tuấn Minh tập viết chữ làm sao cho nó thẳng hàng nhá. Ví dụ như vay váy cho chị Lan Anh nhá, thì cái chữ chữ V nó lại cao lên, nó không thẳng đấy. Wow. Tuấn Anh à, giờ Tuấn Minh chịu khó viết cho thẳng hàng là rất là đẹp luôn.